Hello, xin chào các đồng chí, anh chị và các bạn thân mến của Lê Minh. Mình đã về Tiền Giang rồi nha anh chị và các bạn. Mình đi như là tên bay vậy. Từ mỗi miền quê hương của đất nước Việt Nam thân yêu, các bạn thấy rất là đẹp. Mùa xuân đêm nay, bữa hôm nay là 30 Tết. Tất cả mọi thứ người dân đang náo nức để chuẩn bị cho một ngày mùng 1. Ở đây là ngày xưa chỉ là một cái thị xã nghèo nàn thôi. Các bạn thấy bây giờ đất nước phát triển, đổi mới. Mình đi đến đâu là mình quay đến cho các bạn thấy. Tuy rằng một số bạn ở trong nước các bạn đã thấy được những cái sự thật, nhưng mà nhiều khi các bạn không có nhìn ra rõ được cái sự phát triển của đất nước, mà một số người họ chỉ nhìn những cái tiêu cực của đất nước. Họ chỉ nhìn ra những cái tiêu cực của đất nước và họ đánh giá cái mua rồi mà không trúng gì hết. Bữa đó mua cái triệu mấy không trúng, mua mà không trúng. Ok thôi, bữa nay không mua nữa đâu, thôi không mua nữa, thôi không mua nữa đâu. Mua cái triệu mấy mà không trúng tờ nào hết trơn á hả. Thôi mua gì chịu mấy, bán chịu mấy với số mà không trúng tờ nè hết. Tưởng đâu chịu. Từ từ ta mới lấy cái bộ cũng mới liền được. Các bạn thấy bán buôn cuộc sống. Này. Mùa Tết tới đấy, hàng quá đang giao dịch cho cái cuối năm. Đây là những cái ánh lì xì nè. Đây ánh lì xì. Này may mắn nha. Đó là may mắn. Để làm kỷ niệm nha. Còn đi giao hàng nữa em ạ. Bạn thấy bán buồn. Bữa nay không đông lắm hả chị hả? Bớt rồi hả chị? Bớt rồi hả chị? Ồ. Dạ. 30 bớt chợ rồi. Hết rồi, như là chợ xong rồi đó. Xong rồi hả chị hả? Thấy hàng cũng xịp xuống, bớt xuống quá chừng rồi nè. Chèn ơi coi nè. Bạn thấy không? Đó, bán buôn coi nè. 30 Tết đó. Việt Nam quê hương đất nước người ta làm ăn phát triển đổi mới, nó không phải giống như những gì mà tụi chống phá xuyên tạc đất nước anh chị các bạn. Cho nên lại mình đi đến đâu lại mình like đó, like để một số những bà con kiều bào họ không nắm rõ bắt được những thông tin trong nước, và họ cho rằng Việt Nam đang có những cái gì đó khủng khiếp lắm. Nó không phải như vậy, hoàn toàn khác. Mọi thứ đều bận rộn, cuộc sống luôn tấp nập. Đây chỉ là một cái xã nhỏ thôi nha anh chị coi. Xe cộ tấp nập. Đó. Vui không hả? Quê hương đất nước ai cũng lo làm ăn bán buôn để chuẩn bị cho những ngày Tết. Xe chạy ra vô coi nè, các bạn thấy không? Nó không phải giống như mấy cái tụi mà xuyên tạc chống phá đất nước đâu. Dạ chị tới tối luôn hả chị ha? Dạ. Tám giờ chiều nay là vắng hả chị hả? Là mai chị nghỉ rồi tới mấy tay chị mới bán lại. Không bán bình thường à. Vậy hả? Ủa chị không có nghỉ một đây hả? Mùng một hả? Tao thấy giá không vậy. Ồ. Mở cửa ai mua gì mua dọn nữa. Dạ. Chị các bạn thấy
ý là giờ này mình về trễ nha, sớm chút mà còn đông người dữ nữa. Mở một cái thị xã nhỏ như vậy ai cũng ráo riết chuẩn bị Tết vui không, Tết quê hương. Thôi bữa nay không mua đâu, thôi thôi bữa nay không mua đâu, thôi không mua nhiều rồi, không mua ủng hộ rồi. Ok, lại mình xin chào anh chị các bạn nha. Là mình quay để anh chị các bạn thấy quê hương đất nước phát triển đổi mới từng ngày từng giờ. Bye bye, xin chào anh chị các bạn. Bye bye.